Em xin chào cả nhà, chào toàn thể cô chú, anh chị em yêu Lan. Vẫn như mọi khi, vẫn như thường ngày, ngày nào cũng thế, tháng nào cũng thế và năm nào cũng vậy, rất lâu rồi. Cứ 7 rưỡi thì em lại lên phục vụ mọi người. Rất mong là cô chú, toàn thể gia đình mình vào kênh em. Kênh gia đình thì mọi người nhớ là chia sẻ và ủng hộ em nhá. Mọi người có thể đi tham khảo cái giá hết tất cả các shop khác, tất cả những cái chỗ nào bán lan rừng thì mọi người cứ tham khảo về giá này, về những cái giò lan này. Thì quay về đây ủng hộ em nhé cả nhà. Không phải để cho mọi người phải phải thất vọng đâu cả nhà nhá. Rồi hôm nay thì cũng là tất cả của là người dân. Cứ mùa này là em đi lấy được tất cả những cái dòng lan của người dân, người ta thuần. Nên nó rất là hợp lý, giá là hợp lý này. Cái hai là mình được cái cây lan khỏe mà dân người ta trồng, mọi người biết rồi, người ta sẽ trồng là theo thế tự nhiên là nhiều. Nó ra là nó sẽ phù hợp với tất cả các môi trường và khí hậu từng tỉnh nhé cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người quay chi tiết từng đơn nhá. Có duy nhất một giò, tại vì cái giò này là nuôi từ lúc nó kiến, mái kiến đỏ au không biết là mua từ đâu. Sau thân thì nó chưa lên hoa, làm ra lại cắt lại ươm kia lần trước, nó hiếm ấy. Nó là phi điệp tím nhé cả nhà nhá, nó chưa sổ mặt bông, phi điệp tím, hình số 5, 100.000 cả nhà nhé. Mọi người hôm nay có tin không? Mọi người có thể là hôm nay có tin này, em bán cho mọi người với cái giá gọi là không shop nào có thể địch được, em phải khẳng định nhé cả nhà nhá. Hình số 17, hoàng thảo môi tua, 100% là thân tơ, 100% là của người dân, người ta thuần. Kiếm được những cái giò này và mua được những cái giò này, người bán cũng vui và người nhận được giò lan cũng là cực kỳ là thích nhé cả nhà nhá. Hình số 12 170.000, hình số 12 170.000, 100% thân tơ nhé cả nhà nhá. Hình số 12 170.000. Hài dâu xanh, mùa này là mùa hoa của nó và minh chứng thì đây. Nên mọi người mà bác nào mà chơi hài ấy thì mùa này mọi người mà mua cái loại hài dâu xanh, tại vì tầm nửa tháng nữa là bắt đầu mọi người ngắm được mặt bông. Nếu mà mặt bông nó mình không tưới nước mà ấy thì mình chơi được vào tầm 2 tháng cả nhà nhá. Hài dâu xanh đang nụ, có một vòi nụ đấy cả nhà nhá, một ngồng nụ này sẽ tuyệt đối làm sao để gửi cho mọi người, nụ nó về mọi người vẫn ngắm hoa bình thường nhé cả nhà nhá. Hài dâu xanh hình số 13 150.000, hình số 13 150.000, hài dâu xanh có duy nhất một loại hài đó. Tại vì sao người ta nhiều bác cũng thích chơi hài, tại vì hài vùng nào nó cũng ra hoa, vùng nào nó cũng sống và vùng nào nó cũng thích nghi. Hài thì không cần phải chăm sóc nhiều, tuần hai tuần có thể không mới tưới một lần nhé cả nhà nhá. Nên kể cả hài đây là hài hài đuôi công nhá, cực kỳ nổi tiếng, tí em cho mọi người ngắm mặt bông. Và tiếp tầm tháng cuối tháng 7 là bắt đầu nó lại nhú nụ nhé cả nhà nhá. Hài đuôi công hình số 14 200.000, hình số 14 200.000, đài hài đuôi công nhé cả nhà nhá. Hài đuôi công đẹp chưa cả nhà? Đấy, cái mặt bông nó độc, nó lạ dị như này cả nhà. Nên mọi người có mua bất kỳ cái gì hay là vào giống bất kỳ cái loại gì đi chăng nữa thì mọi người nhớ là phải là mua thì cũng mua phải đúng thời vụ cho em cả nhà nhá. Muốn ngắm bông hoa đẹp thì mọi người phải mua đúng thời vụ, và muốn vào cái chăm được cây lan tốt thì cũng phải vào đúng thời vụ nhé cả nhà nhá. Hình số 1 180.000, dáng hương đuôi sóc nhé cả nhà nhá. Dáng hương đuôi sóc 180.000, dáng hương đuôi sóc. Đấy, hài này bây giờ mua là rất hợp lý này. Về phát là mình chăm sóc là đến tháng 7 mình ngắm hoa trọn vẹn luôn, tuyệt vời luôn. Về cứ thế đặt cái chậu này, trang cái chậu sứ nhé, đừng lại dỡ ra, cứ thế đặt vào đấy, nhìn cho nó đẹp cả nhà nhá. Hài đuôi công hình số 15 100 hình số 15 200.000, hình số 15 200.000 hài đuôi công nhé cả nhà nhá. Nhớ cô chú vào đây là mọi người phải dành cho em một nút like đầu tiên nhé cả nhà nhá. Tiếp tục đây, người dân người ta chơi đây. Người ta mua cái chậu để cảnh này, người ta đặt hài. Nay mai nhá, cái ngồng hài nó bắt đầu hoa, nó lên tầm 20 phân, mọi người dựng đứng thẳng nó lên. Đấy, mua cái nẹp nẹp vào, nói chung là phê lắm, chơi hài nó hay cả nhà. Nó dễ chơi. Hình số 16 200.000, hình số 16 200.000 hài đuôi công. Săn đón bao lâu, nhưng mà thời điểm này thì là đúng thời điểm để mọi người sưu tầm và mọi người mua. Nó là hoàng thảo u lùi, hoàng thảo u tinh, cho hoa vào đúng dịp Tết nhé cả nhà nhé, cho hoa đúng Tết luôn.
nên ra là sẽ thay thế tất cả các loại lan công nghiệp để chơi hoa u lùi, nên ra là nó rất là hay như cả nhà nha. Nổi tiếng hình số 18 hai hình số 11 220.000 hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh về cứ thuê treo và chờ đến Tết mình mọi người chơi hoa ngắm hoa ngày Tết nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 9 200.000, hình số 9 200.000 trồng vào chậu sứ. Nói chung là đang nứt nụ nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng vẫn mất. Phi điệp vàng đang nứt nụ nhé cả nhà nhá, 200.000. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh dân thuần. Thuần khỏe lắm rồi nhé cả nhà nhá. Hình số 10 220.000, hình số 10 220.000 hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh. Về đến lúc làm về mọi người chú đan này cho em nhá. Tuệ đan này, đó. Ra hoa thì cực kỳ là phê nhé cả nhà nhá. 220.000. Hình số 10 220.000. Kiều vàng Lai Châu dân thuần tất thần tư, hình số 2 180.000, hình số 2 180.000 đây em gom lại cho mọi người. Nói thế thôi, kiếm được những cái giò của dân này nó thật sự là em phải khuyên thật, em là người bán em khuyên và em cái gì rất là chân tình với mọi người. Nên là khuyên gì mọi người cố gắng, mọi người cố gắng là em thấy giò nào đẹp, thấy là lô nào mọi người nên mua là mọi người ủng hộ nhiều nhé cả nhà nhá. Hạc Vĩ Lai Châu hình số 3 120.000, hình số 3 120.000 và cô chú mọi người mà mua thì mọi người nhớ ghép đơn giúp em nhé cả nhà nhá. Hạc Vĩ Lai Châu này đấy. Mọi người nhìn cái lá mọi người biết, lá mít thân thủ đẹp cực kỳ tuyệt vời nhé cả nhà nhá. Giáng hương đuôi sóc, quên mất giáng hương đuôi chồn. Chồn Lai Châu hay gọi là chồn Lai Châu khỏe hơn trong rừng rồi nhé cả nhà, như trong rừng của cả nhà nhá. Chồn Lai Châu hình số 7 180.000, hình số 7 180.000 chồn Lai Châu nhé cả nhà nhá. Đẹp mua. Chồn Lai Châu hình số 8 cũng 180.000, hình số 8 180.000 chồn Lai Châu nhé cả nhà nhá. Mỹ mãn nha cả nhà nhá. Chồn Lai Châu. Cái loại này em phải nói mọi người có vứt đâu? Vứt bờ già, vứt ở nơi gọi là không cần phải chăm gì nó sống. Đó là Sơn Thủy Tiên Lai Châu nhé cả nhà nhá. Hình số 28 205.000, hình số 28 205.000 Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Tuyệt vời. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh dân thuần. Chỉ cần hai thân thôi, nhưng mà nó của dân thuần, thứ nhất là của dân thuần và em phải tư vấn mọi người cũng là mọi người nên mua những cái giò như thế này. Đấy. Đấy, nhìn bộ rễ này nó xuyên nó trùng đặc khệt hết rồi. Đặc hết vào trong giá thể rồi nha cả nhà nhá. Và nó quá khỏe, nó quá tự nhiên. Đó là hoàng thảo u lùi, hoàng thảo ngũ tinh. Hình số 24 205.000, hình số 24 205.000. Toàn giò tự nhiên. Chả hiểu mọi người thẩm mỹ đợt này mọi người đi du lịch ấy như nào mà tại sao không để ý những cái giò của người dân này. Nhiều khi năm khi mười họa đến vụ thì mới kiếm được ấy, không phải lúc nào cũng kiếm được đâu cả nhà. Hạc Vĩ Lai Châu ăn nắng 100% vàng khè nhé cả nhà nhé. Hình số 5 180.000, hình số 5 180.000. Lũa thì tuyệt vời và tự nhiên của người dân. Đấy. Mua những cái giò này không phải lúc nào cũng mua được đâu cả nhà. Tại vì dân người ta lúc nào nó thật ra người ta trồng có khi chơi chán. Chơi chán nhiều khi có thiếu tiền người ta mới mang ra người ta bán. Chứ nhiều khi chúng em đến tận nơi gạ nhé. Nói chung là đừng nói về tiền nhiều. Nói người ta không thích thì không cần tiền không mua được đâu cả nhà. Hình số 18 ngựa hoàng thảo nghệ tâm 100, hình số 8 100.000 nhé cả nhà nhé. Hình số 8 hoàng thảo nghệ tâm. Nghệ tâm thì hoa thơm lắm, nó đồng đầu ngón tay cái này, hoa thơm cực kỳ. Kim điệp xuân hình số 20 105.000, hình số 20 105.000 kim điệp xuân nhé cả nhà nhé. Hình số 20 105.000 kim điệp xuân. Nguyên nhân lý do tại sao lại là cái loại này nó thuộc cái dòng gọi là đỉnh điểm ở bây giờ. Người chơi lan thì trong vườn lan không có cái loại hoàng thảo tam bảo sát này thì thực sự là thiếu một cái gia vị trầm trọng này. Thân nó rất nhỏ nhưng mà dày hoa kinh khủng này. Đấy. Nên mọi người nhớ nhé, nhớ sưu tầm, bây giờ nó chỉ còn giống thôi. Không ít khi còn nụ, bây giờ đang mùa hoa của nó rồi. Nên ít khi có nụ nên có cái giò nào mọi người phải lấy giò đấy về làm giống cho cả nhà nhá. Hoàng thảo u lùi, hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu hình số 16 có hai khúc. Đây là về làm giống nhá. Đây thân tư năm sau đây về mọi người ngắm hoa năm sau nhá. Này về ngắm hoa năm sau này. Và đây là ngắm hoa thân sau năm sau của hai thân tư này. Còn cái thân này bây giờ nó đã ra hoa như thế này rồi.
thì không được ngắm nữa nhé cả nhà nhá. Hai cái giò như này hình số 16, hình số 51, 130.000, hình số 51, 130.000 nhé cả nhà nhá. Về làm giống cho em đẹp lắm. Nói chung loại này không chơi miệt phí. Có duy nhất một giò này vẫn còn mới ngồng nụ này. Có duy nhất giò này có mới ngồng nụ này. Còn hoa thì nó chuẩn bị nó tàn. Hoàng thảo tam bảo sắc tuyệt vời. Và năm sau mọi người được ngắm những cái thân tơ này. Năm sau những cái thân tơ này nó sẽ ra hoa này. Đấy, tầm chục thân tơ này ra hoa này đấy. Năm sau nhé cả nhà nhá. Hình số 23 180.000, hình số 23 hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu 180.000, hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu 180.000 dân thuần nhé cả nhà nhá. 180.000. Hoàng thảo Henry. Đây hoa thì cũng tàn rồi, về làm giống nhé cả nhà nhá. Bán cho mọi người hết sức, gọi là bán cho vui nhé cả nhà nhá. Hình số 17 100.000, hình số 17 100.000 nhé cả nhà nhá. Không đâu rẻ đằng, không đâu là bán như em đâu nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu dân thuần hình số 32. Hình số 32. Đẹp không? Xứng đáng không cả nhà? Tuyệt vời không? Đây, nguyên một dề đây của năm vừa rồi đây. Đấy. Mầm tơ chuẩn bị đang nứt nụ hết đấy nhá cả nhà nhá, chuẩn bị đang nứt nụ nhá. Phi điệp vàng đang vụ hoa nhá cả nhà nhá. Hình số 32 170.000, hình số 32 170.000. Tất cả cô chú mọi người mà đã mất công bấm vào cái kênh của em thì mọi người dành cho em một giây thôi, ủng hộ em. Tại vì mỗi một cái lượt like của mọi người ấy, thì cái kênh của em sẽ được tiếp gọi là nhiều người nhìn thấy hơn. Nên cô chú mọi người dành cho em một giây nhé, dành một giây ủng hộ em Cường là like cho em. Có xứng đáng để chơi cái mục chỉ cần một thân để chơi Tết không? Đấy, một thân để chơi Tết thôi cả nhà nha. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, không mua thì phí, em phải khẳng định ấy. Những cái lô như thế này không có nhiều mà ít shop mới có nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh hình số 25, 205.000, hình số 25, 205.000 dân thuần nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng dân thuần. Nói chung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mầm, 10 mầm tơ đang lúc nhúc ở dưới này. Đấy, mọi người nhìn lúc nhúc ở dưới này. Đấy, những cái măng thế hệ măng non măng già này. Đấy. Phi điệp vàng Lai Châu dân thuần. Kiều vàng Lai Châu dân thuần. Hình số 19 200.000, hình số 19 200.000 một giò to vật vã nha cả nhà nhé. 200.000. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh thuần từ cái thời Napoleon rồi cả nhà nhá. Những cái này thì thuần từ thời Napoleon rồi. Không có nhiều nhé cô chú mọi người like nhé cả nhà nhá. Hình số 26 205.000, hình số 26 205.000 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Một cây chồn nguyên bản hình số 34 50.000, hình số 34 50.000. Nhớ ghép đơn cho em nhé, những cái cây này ghép đơn cho em nhá. Hình số 34 50.000. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh hình số 29 205.000, hình số 29 205.000 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh nha. Ba thần nha. Đấy, những cái thần có hai thần nhưng mà thân nó dài, cây nó mập và hai nó đanh cây hơn thì em vẫn bán rồi, và có những cái ba thần này em vẫn bán 250 nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh thuần từ cái thời Napoleon của cả nhà nhá. Cái thằng này thì đặc biệt này, chỉ cần một cái giò này em khẳng định, chỉ cần một cái giò này mà đặt ở trong phòng nhà mình ấy thì nó mùi một cái thơm nó khắp luôn cả phòng, thơm nồng nàn luôn. Nó là thanh đạm sữa nha cả nhà nha. Và tất cả này đang nụ như này. Đấy, vòi nụ này, vòi nụ như này. Đấy, vòi nụ. Em đếm sơ sơ cho mọi người xem bao nhiêu cái nhá. Một. Em đếm luôn nhá. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, nó rơi vào 16 17 vòi hoa nhé cả nhà nhá. Thanh đạm sữa tuyệt vời. Hình số 35 180.000, hình số 35 180.000. Cái loại này của dân thuần nữa cơ mà. Đấy, thế cơ mà. Hoàng thảo long nhan. Tất thần tơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thần tơ. Tất thần tơ của dân thuần nhé cả nhà nhá. Cái này cũng thời từ thời Napoleon rồi. Đây. Cái thép người ta còn buộc như này cả nhà. Thế. Người ta không làm móc kiểu như mình đâu. Người ta cứ treo linh tinh lang thang hết cả. Hình số 31 105.000, hình số 31 105.000.
Hoàng thảo long nhãn như cả nhà nhé. U lôi, hoàng thảo u lôi, hoàng thảo ngũ tinh, vàng khe, cây mập ú của dân thuần từ thời Napoleon. Cái này không nghe. Hình số 27 205.000, hình số 27 205.000. Chỉ hai thân nhưng mà xứng đáng nha, xứng đáng nha. Kim điệp xuân, hoa thì vàng, đẹp, dễ thuần, ngon, bổ, rẻ, ở đâu nó cũng ra hoa nhé cả nhà nhá. Kim điệp xuân hình số 22 105.000, hình số 22 105.000 kim điệp xuân nhé cả nhà nhá. Kim điệp xuân hình số 21 cũng 105.000, hình số 21 105.000 nhé, kim điệp xuân nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, Lai Châu quê em, hình số 28 cũng 205.000, hình số 28 205.000, từ thời Napoleon rồi nhé cả nhà nhá. Nhớ cô chú mọi người xem, mọi người dành cho em nút like để cho em động viên em. Em nói chuyện trên like, em tư vấn cho mọi người được kỹ. Và thứ hai là cho khí thế nhé cả nhà nhá. Tất nụ như này rồi cả nhà nhá, tất nụ nhá. Cái giò này vừa đẹp, vừa xinh, vừa đẹp nhé cả nhà nhá. Tuyệt vời. Cuộc gọi sẽ nhằm chủ yếu những cái giò là đang nụ, em phải khẳng định như thế. Cuộc gọi như thế. Hình số 40 200.000, hình số 40 200.000, phi điệp vàng Lai Châu. Phi điệp vàng Lai Châu 200.000 giò đấy à. Bác nào không gọi thì nó thật sự là phí cả một cái video luôn. Thề luôn mọi người. Đây, hạc vĩ Lai Châu. Nhìn em nó thề với mọi người, đến cuối năm thì nó dài miên man thì nhìn nó ú lên thì sướng hơn cả phi điệp nhé cả nhà nhá. Hạc vĩ Lai Châu hình số 50 280.000, hình số 50 280.000 hạc vĩ Lai Châu. Có một siêu phẩm cho mọi người, có duy nhất một siêu phẩm cho mọi người nhé cả nhà nhá. Siêu phẩm là gì? Nó là đẹp, nó là không tì vết, đẹp là đẹp cũng là hoàn mỹ. Và thứ hai là cái siêu phẩm ấy rất lạ, nó cũng không đắt tiền đâu, em khẳng định như thế. Hình số 38 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu dân thuần, hình số 38 180.000, hình số 38 180.000. Cái loại này thì hoa thơm lắm này. Thằng này sánh ngang cái hoa quế cuối tháng 8 nhé cả nhà nhá. Cuối tháng 8 những cái giò kia. Phi điệp vàng Lai Châu, mùa này là tất cả mọi người mua cho em nhá. Muốn mua giò nào thì mua, nhưng mà mùa này vừa ngon vừa bổ vừa rẻ và đừng ngắm hoa nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 39 180.000, hình số 39 180.000, một cái giò như này 180.000 cả nhà nhá. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, đẹp nhá. Những cái lô u lồi hôm nay mọi người phải nhanh tay nhá, hoặc là bác nào thích mà mua về để bán Tết ấy, mua từ bây giờ nhá. Mua từ bây giờ cho em hình số 30 205.000, hình số 30 205.000 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Đùi gà tròn Lai Châu 100% thân tơ dân thuần, hình số 43 105.000, hình số 43 105.000 nhé. Đùi gà tròn Lai Châu của dân nhé. Đây, đắp phân trâu rồi cả nhà này. Phi điệp vàng Lai Châu tuyệt vời ở mặt trời. À, chuẩn bị hết nước nụ hết và chuẩn bị xuống lá nhá. Có cái phi điệp vàng thì có cái có thể là nó vừa có lá vừa có nụ vừa có hoa, nhưng mà có cái thì bắt buộc nó lại mình giữ được độ ẩm cao ấy. Độ ẩm cao thì nó rủi ro, nó hay ra ki, nhưng mà nó đã độ ẩm cao thì nó sẽ giữ được lá, nên ra vừa có hoa vừa có lá. Ít khi cái dòng thân thòng nó thế, nhưng mà cái loại này thì lại vậy. Hình số 47 100 ạ. Hình số 47 bao nhiêu đây? 105.000. Hình số 47 105.000 ạ. Thì được vàng Lai Châu nhá cả nhà nhá. 47 105.000 nhá. 105.000. Đấy. Mọi người đi hỏi cho em xem ai bán được không? Hình số 46 200.000, đi được vàng Lai Châu, hình số 46 200.000, đi được vàng Lai Châu. Điều kiện nhiều bác bảo em ơi, anh trồng phi điệp vàng ở nhà nó da xanh nó đẹp lắm, nó dễ thuần thật, nhưng mà sao là đến vụ hoa nó không ra hoa. Hoa nó có mấy yếu tố nhá. Một là do ánh nắng này, lượng gió này, ánh nắng lượng gió và cái chất của nó. Nếu mà muốn ra hoa đều thì mọi người tăng lên cho em vào cuối khi nó chuẩn bị thắt ngọn nhé cả nhà nhá. Và cho ăn nắng cho em thì nó mới ra hoa được, chứ đừng để chỗ dâm. Để chỗ dâm thì nó xanh mơn mởn nhưng mà nó ra, ít ra hoa nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 45 200.000, hình số 45 200.000, phi điệp vàng Lai Châu tuyệt vời. Đây, toàn ú nhé cả nhà nhá.
Bắt đầu đến các siêu phẩm. Bắt đầu đến các siêu phẩm. Minh chứng. Minh chứng. Ôi, siêu phẩm nha cả nhà nha. Siêu phẩm là sao? Nó đẹp, nó chỗ nào nó cũng đẹp. Nó không có gì phải nói chê trách cả. À, vừa lá vừa hoa vừa nụ đây. Vừa nụ nha, về ngắm hoa luôn nha. Vừa còn lá vừa còn nụ nha. Vừa còn lá nguyên nụ nha. Đấy, còn lá mà lại ra nụ này. Đấy, cũng rất tuyệt vời. Nước nụ to này. Đấy, những cái giò này hôm nay thì chắc chắn là mọi người sẽ để ý lớn nhất trong cái video này rồi. Tại vì nó là cực đẹp. Không có gì thì phải chê nhé cả nhà nhá. Hình số 48 380.000, hình số 48 380.000 phi điệp vàng Lai Châu. Phi điệp vàng Lai Châu nhá. Giò này mỹ mãn, bác nào thích thì mua thôi. Về ngắm hoa không phải nghĩ là sợ là về lại không có hoa nhé cả nhà nhá. Siêu phẩm thứ hai. Hình số 42. Giò này thì đi hội, nếu mà khẳng định, nếu mà bảo đi hội thì cũng được. Phi điệp vàng thì nói chung là nó rẻ tiền, nhưng mà nó để ra hoa đều vậy. Đấy. Tất vừa còn lá vừa ra nụ to đẹp. Tần nào đẹp, tuyệt vời nhá. Em phải khẳng định giò này thì mỹ mãn, xứng đáng đồng tiền bát gạo nhá. Và nó phải khỏe như thế này cơ mà. Đấy, nó như thế này cơ mà, dễ nó như thế này cơ mà. Giò này cực tuyệt vời. Tất nụ khỏe như voi như bò. Hình số 42 500.000, hình số 42 500.000 phi điệp vàng Lai Châu, 100% đang nụ này, 100% toàn nụ to này rồi nhá. Đấy, giò này mỹ mãn nhá. Quá xuất sắc. Giò này mà đến lúc mà giao hoa thì mọi người thả rèm xuống để vui, là ai đi giao chụp ảnh thì sướng cả cuộc đời luôn. Cũng siêu phẩm này. Giò này cũng siêu phẩm này. Giò này cũng siêu phẩm này. Quá nhiều thân. Nụ thì nó có cái thì nó, nụ nó to hẳn này rồi. Có cái thì bắt đầu đang nứt. Nứt nụ to như thế này. Đấy. Có cái thì chưa nứt nụ. Và rất nhiều mầm tơ trồng trên cái bảng dớn 20, 40, 60. Nó rơi vào 70, 70, 80 phần. Nó rơi tầm đấy nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu, một giò tuyệt vời ống mặt trời. Hình số 49, 400.000. Bác nào nhanh tay thì được nhé cả nhà nhá. Tại vì mới một cái loại giò này chỉ có một giò là giò đẹp thôi nhé cả nhà nhá. Một giò đẹp thôi nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu tuyệt vời. Hình số 49, 400.000. Xứng đáng để mua, xứng đáng để chơi. Đấy, siêu phẩm chỉ có 400.000 thôi. Chứ đừng nói là siêu phẩm này cao tiền như cả nhà nhá. Còn bác nào chơi cái giò này thì là chơi mãi mãi, chơi vĩnh viễn, chơi vĩnh cửu luôn như cả nhà nhá. Nguyên một cái khóm này, khóm bù đùi gà tròn Lai Châu. Và tất cả trên này vừa lẫn đùi gà tròn, vừa gẫn phi điệp vàng. Và đóng được kiều vàng và đóng vào một cái trụ dớn này. Nó dễ thì nó ăn mãi xuyên sâu hết vào bên trong, nó trắng hết cả cái giá thể ra đây các cả nhà nhá. Có nghĩa là sao? Cái giò này gọi là đỉnh điểm, cực đỉnh. Tại vì nó là của dân và thuần, gọi là cực kỳ lâu rồi cả nhà nhá. Kiều vàng Lai Châu, hình số kiều vàng Lai Châu với đùi gà Lai Châu. Hình số 36 700.000, hình số 36 700.000. Một cái trụ 700.000 như này. Xứng đáng rồi cả nhà. Xứng đáng nhá. Xứng đáng. Dễ đóng, cái này thì dễ đóng. Dễ đóng thôi. Có ai cho em hỏi, có ai bán một cái trụ này là 400.000 không cả nhà? Đấy, thế mà em bán. Thế mà em bán nhé cả nhà nhé. Đấy, mua được những cái giò như này thì cái gì đấy? Mua được những cái giò như này thì có xứng tầm không? Xứng tầm của người chơi lan không? Phi điệp vàng Lai Châu, hình số 41 400.000, hình số 41 400.000 nhé cả nhà nhé. Nguyên một trụ nha. Nguyên một trụ dớn nha. 400.000. Hình số 41 400.000. Quá tuyệt vời. Mùa tầm này bây giờ mua rẻ này, không phải khẳng định thế. Thành đạm sữa. Đây, thành đạm sữa. Hôm nay có hai giò đấy. Hôm nay em vừa quảng cáo một giò đấy, nụ này. Nụ này. Thằng này thì ít nụ hơn thằng kia. Đấy, ít nụ hơn thằng kia. Nhưng mà cũng nói chung là cũng nhiều nụ, tất nụ như cả nhà nhá. Thanh đạm sữa, hình số 37 180.000, hình số 37 180.000. Hai giò cứ xem nhau, nhưng mà có một giò thì nó ít ấy hơn thôi. Ây dồi ôi, cái quả nó như quả khế luôn.
Về mà đến lúc quả này chín mọi người rắc lên cái cây cây mít hoặc là những cây cây thân gỗ ở nhà mình ấy, thì có khi là bắt đầu nay mai là nó thụ phấn là nó lại lên cây lan rừng ở dưới xuôi ấy cả nhà nhá. Và một cái thế rất tự nhiên, cây vàng khe, hoàng thảo u lùi, hoàng thảo u tinh đẹp không tì vết nhá. Hình số 33 300 hình số 33 hai cũng 250.000, hình số 33 250.000. Mua giò này. Đấy. Bác nào được thì được nha cả nhà, hết chưa? Cả nhà like hết cho em chưa? Cả nhà like hết cho em chưa? Bắt đầu đến siêu phẩm cuối cùng. Để đánh giá về một cái cúc lúa. Cũng gọi là khó kiếm một cái cúc lúa nó tiểu dáng và nó đẹp như này. Đấy, đây là một cách nhìn xa. Đấy, lúa rất đẹp nha, rất phiêu nha. Rất là khúc khuỷu. Đến bắt đầu đến nhìn gần. Nhìn bộ rễ của cây lan. Nhìn bộ rễ của cây lan, tất cả cây lan đây. Đấy, thì có nghe mọi người mua lan thì mọi người xem rễ nhé cả nhà nhá. Ai gọi? Có chú ở dưới Phú Thọ, chú vừa gọi bảo là sáng mai có người lên để vào lấy ít u lùi về để bắt đầu là trong cây để chơi Tết. Nói chung là mua từ bây giờ rồi cả nhà. Hiếm mới gặp được cái lô u lùi như thế đấy. Đây, đó là hoàng thảo kèn nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo kèn. VIP. VIP của Lai Châu như cả nhà nha. Hình số 44 800.000, hình số 44 800.000 hoàng thảo kèn. Một cái loại lan gọi là săn đón không biết bao nhiêu mà hoa, nó gọi là các trong giới chơi lan có câu gọi là giả hạc kiêu sa, kèn quyến rũ. Đấy, hai cái loại lan lần trước gọi là đắt đỉnh điểm nhất nha cả nhà nha. Hoàng thảo kèn, hình số 44 800.000, hình số 44 800.000. Rồi, em cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả cô chú đã theo dõi video và dành tặng cho em nút like thật là tuyệt vời. Em xin chân thành cảm ơn nha. Chúc toàn thể gia đình mình xem video thật là vui vẻ và ăn bữa cơm thật là ngon miệng và chọn cho mình những cái giò lan thật là ưng ý nha. Rồi, em xin chào cả nhà.